8m, 19m, 20m, 21, 22m, 23m sang tận bên kia đường nhá, 23m, 24, 25, 25m. Vâng, Minh Thanh Lào Cai xin chào anh em nhá. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái món đồ rất là tuyệt vời, ai phải dùng đến khi mà quay phim. Chúng ta phải dùng đến vì đây là bộ micro để hỗ trợ quay phim. Giá rất tuyệt vời anh em nhá, mà chất lượng quá tuyệt vời. Đây là đang quay trực tiếp từ micro của điện thoại nhá, cách khoảng 1,5m. Tí nữa mình sẽ thử với bộ mic này và âm lượng nó sẽ khác hẳn luôn. Và đặc biệt là bộ mic này sẽ phát huy tác dụng khi chúng ta đứng xa khoảng 10m quay phim ở trong phòng dạy học hoặc là review sản phẩm hay như nào đó, nó rộng khoảng 10m đi, thì chúng ta mới thấy được là tác dụng của bộ mic tuyệt vời này. Hoặc chúng ta ra ngoài trời đấy, với khoảng cách 1,5m này nó chưa thể hiện rõ đâu, nhưng mà với mic này thì chúng ta nghe rất là chất lượng đấy. Trước đây mình phải mua cái bộ mic này Boya này. Đấy, gồm một đầu và hai mic này giá là hơn 4 triệu nhá, hơn 4 triệu đấy. Chất lượng rất là tuyệt vời và thu âm thì rất là xa. Đấy, tuy nhiên thì mình mới mua thêm bộ này, dùng rất là tuyệt vời, giới thiệu với anh em nhá. Giá vài trăm nghìn thôi, còn đâu đến 1 triệu. Quá tuyệt vời luôn, có đốc sạc này. Đốc sạc như tai nghe của iPod, của iPhone nhá, của Apple. Đấy, đốc sạc này chúng ta cắm dây sạc vào đây nhá, và trong này nó có chứa pin đấy, khi mà chúng ta không dùng nữa chúng ta để vào đây coi như là nó cũng sạc luôn đấy. Báo sạc này, ok cho anh em, quá tuyệt vời. Bây giờ sẽ thử cho anh em, tí nữa sẽ quay gần cho anh em nhá. Đấy, cái này là một đầu thu và hai mic nha anh em nhá, một đầu thu và hai mic. Đấy, anh em phải xem điện thoại của mình là chân iPhone thì mua loại chân iPhone nhá. Có loại USB Type-C thì mua loại USB Type-C, cái này dùng cho Samsung này, cắm vào chạy luôn. Oppo hay là những điện thoại Trung Quốc này phải cài đặt cái mục OTG ở trong phần cài đặt nhé. Cái này tiện lắm, nhét vào điện thoại kia phát là quay luôn, mà cái này nó nhận luôn, bấm nút nguồn này là nhận luôn. Đấy, khi mà nhấp nháy như này nhá là nó chưa nhận nhá, bây giờ cắm nó vào nó sẽ không nhấp nháy nữa. Rồi, khi mà kết nối rồi nhá, nó rất nhạy luôn. Anh em cắm cái đầu thu kia vào điện thoại cái nó nhận luôn. Bây giờ là đang thu bằng cái mic này nhá. Đấy, đang thu bằng cái mic này, nó nhỏ gọn đẹp chưa anh em, không phải to như cái này. Cái này to thì đeo vào đây và giấu vào đây thì nó sẽ gọn hơn, nhưng mà khi mà dùng ấy chúng ta phải kéo sợi cho đây không luôn luôn, nó bất tiện. Cái loại này là anh em nghĩ ra ý tưởng video gì là anh em phệt luôn nhá, phệt luôn, cắm mic kia vào, đầu kia vào và kẹp vào đây cái là chém gió luôn. Đấy, như vậy là cái mic này anh em để livestream bán hàng này, để quay phim video dạy học này, để quay những cái video bất kỳ gì khác, vlog chúng ta ra ngoài trời cũng được nhá. Đấy, quá là tuyệt vời, hai mic nhá, anh em có thể cho một ông ở đây chém gió nhá, phỏng vấn, quá tuyệt vời luôn. Đấy, đây là một vũ khí rất là mạnh để cho anh em làm video nhá, YouTuber, TikToker nhá, quá tuyệt vời. Đấy, quay phim kể chuyện này cho các cháu các bé này, quá tuyệt. Đấy, chất lượng âm thanh nó phải ok thì người ta mới xem video đúng không anh em, mà cái mic này quá là rẻ luôn anh em ạ, quá rẻ luôn, quá tuyệt vời anh em ạ, quá rẻ luôn, quá ok luôn nhá. Đấy, giá 300 nghìn thôi, còn lâu mới đến 1 triệu. Anh em mua hàng thì bấm nút gọi cho mình nhé. Đây, quay cho anh em gần này. Quá đẹp nha anh em, 80% là pin còn trong đốc sạc đấy. Đấy, cái mic bên trái là đang sạc nha, nó có màu đỏ này. Đấy, nhìn feel anh em, đẹp chưa? Đấy, cắm này, nó báo sạc này. Đây, phần trăm pin còn lại ở trong đốc sạc này. Quá tuyệt vời không anh em? Đấy, bây giờ mình sẽ test độ xa nhé. Mình sẽ test độ xa nhá. Cái mic này thì quay trong phòng hoặc là ngoài trời khoảng cách nó ngắn thôi thì quá tuyệt vời, ngon, bổ rẻ, cực kỳ ngon, bổ rẻ nhá. Đấy, còn các bác muốn quay vài chục mét, 30-40 mét thì phải dùng cái loại đắt hơn. Nhưng cái loại này nó rất vừa miếng và nó chất lượng nó rất tuyệt vời. Ở trong cái khoảng cách này thì chúng ta dùng nhiều nhất này, phù hợp với rất là nhiều người nhá. Đấy, sau đây mình test này. Nó là 5m này, 5m rồi nhá. 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m, 12m, 13m, 14m, 15m, 16m, 17m, 18m, 19m, 20m, 21, 22m, 23m sang tận bên kia đường nhá, 23m, 24, 25, 25m nhá. 25m rồi, anh em có nghe thấy tiếng không? 25m thì cái đèn này nó vẫn xanh nhá. Cái đèn của mic này nó vẫn xanh, chứng tỏ là nó vẫn kết nối tốt đấy. Còn rồi, anh em thấy hay thì ấy follow kênh nhá. Xin chào anh em.